Thì anh Trường có nói một tí là ở thị trường Trung Quốc mà nói chung thì cái cạnh tranh rất là lớn về thị trường giá. Nhưng mà ở thị trường Trung Quốc thì nó có quy mô rất khổng lồ lớn, do đó các doanh nghiệp Trung Quốc thì họ có cái ưu thế tốt hơn trong cái việc mà áp dụng công nghệ tự động hóa để cắt giảm chi phí. Ngược lại thì ở thị trường Đông Á và Việt Nam thì cái thị trường đó nó còn nhỏ hơn và mang tính phân mảnh rất là cao, nên nó tạo ra một số thách thức của doanh nghiệp khi mà áp dụng công nghệ tự động hóa. Thì ở đây có nghĩa là cái chi phí đầu tư trên cái doanh thu của doanh nghiệp nó lớn hơn, và cái thứ hai là doanh nghiệp phải thông minh hơn trong cái việc lựa chọn công nghệ nào nó tối ưu cho Việt Nam, cũng thể nào mà chúng ta đưa vào cái công nghệ rất là hiện đại thế giới áp dụng thị trường được. Thì cũng hy vọng anh Trường có thể giải thích hơn một chút cái ý phân tích này, và như thế thì nó tạo ra cái thách thức gì hay cái cơ hội gì cho các doanh nghiệp logistics nói chung Việt Nam, và đặc biệt ở đây là chúng ta nói đến sự bài tử của một cái tốc độ tăng trưởng có giảm sát cuối là một trong những cái ngành của thương mại tử ở Việt Nam. Xin mời Trường. Quốc thì nó có cái cục, cái giá thì